Chào các em đang quay lại với kênh của Lời Giải Hay. Hôm nay thì cô trò mình sẽ học phần 4 La Mã Speaking với chủ đề là Online Learning. Và chúng ta sẽ đến với hoạt động số 1. Put the advantage and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more to each category. Chúng ta sẽ đặt những cái lợi ích và những cái bất lợi của việc học online từ cái phần này vào những cái category phù hợp, tức là vào những cái phần phù hợp. Và bạn có thể đưa ra thêm cái ý kiến của mình đối với từng loại. Rồi, và online learning ở trong cái diagram này mình chia ra làm advantage và disadvantage. Thứ nhất, đáp án A. We can learn at our own pace. Chúng ta có thể học ở một cái khoảng không gian của riêng mình. Thì chắc chắn đây là lợi ích của online learning. Câu B. Chúng ta có thể có những cái vấn đề về mặt kỹ thuật. Thì ở đây chắc chắn đây là bất lợi rồi. B. Đúng nào. Câu C này. Chúng ta có thể ngồi ở đằng trước cái máy tính một khoảng thời gian dài. Chúng ta ngồi ở trước máy tính một khoảng thời gian dài. Thế vậy thì ở đây các em sẽ điền câu C vào phần disadvantages, bởi vì đây là một cái bất lợi, ngồi nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp, chúng ta có thể học ở bất cứ thời gian nào và bất cứ đâu với lại cái sự kết nối internet. À, như vậy thì cái này là hoàn toàn hợp lý, đúng không nào? Đây là advantages. Câu E, chúng ta có thể tổ chức cái lịch học của riêng mình. Tổ chức lịch học của riêng mình thì nó sẽ nằm vào mục advantages. Câu cuối cùng, chúng ta không thể thảo luận cũng như là nói với nhau một cách trực tiếp. Đây là một trong những cái bất lợi, disadvantages. Rồi, như vậy là chúng ta đã chữa xong được bài số 1. Các bạn chữa ở vở nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng sang đến bài số 2. Bài tập số 2 là work in group, làm việc theo nhóm. Từng nhóm sẽ choose to be either for or against online learning. Từng nhóm sẽ là ủng hộ hoặc không ủng hộ về việc học trực tuyến. Các em sẽ thảo luận và đưa ra những cái lời giải thích để có thể hỗ trợ cho bên mình. Các em sẽ sử dụng bảng dưới đây để ghi lại ý tưởng của mình. Ok. Thứ nhất là online learning này, và ủng hộ thì là ý như thế nào, và không ủng hộ là mình đưa ra cái ý như thế nào. Và bên đây là ví dụ cũng như là các cái dẫn chứng cho cái lời nói của bọn em. Bây giờ thì cô sẽ bổ sung một vài những cái thông tin ở cái phần này cho các bạn. Rồi, các em có thể nói như sau nhé. Ở mục là ủng hộ thì online learning giúp chúng ta có thể học tất cả mọi thứ này, bất cứ đâu này, chỉ với kết nối mạng internet. Thứ hai là chúng ta có nhiều cái sự kiểm soát về cái việc học của riêng mình. Đấy, ví dụ là chúng ta không cần phải đi đến trường để học và có thể tiết kiệm thời gian. Chúng ta có thể học ở các cái tư liệu và có sẵn ở tất cả mọi thời điểm ở trên internet. Ý không ủng hộ, các em có thể đưa ra hai ý. Ý thứ nhất là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ, nó có thể gây ra cái hiện tượng là short-sightedness, tức là khiến mình bị cận thị hoặc là đau lưng, backache. Và thứ hai đấy là có rất nhiều cái sự sao nhãng. Ví dụ như là các bạn có thể là chatting with friends, trò chuyện với bạn bè trên mạng hoặc là sử dụng mạng xã hội và website trong khi học. Đấy nhá. Thì các em có thể dựa vào cái phần này để đưa ra các quan điểm. Ngoài ra các em có thể thêm ý kiến của riêng mình nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến phần cuối cùng. Phần số 3, chúng ta sẽ làm việc với bạn cùng học của mình từ cái group opposite, tức là từ cái nhóm đối diện, ở trong cái nhóm đối lập của mình.
thảo luận ý kiến về việc học online. Các em có thể sử dụng những cái phần nốt ở bài số 2 chúng ta vừa làm. Chúng ta có ví dụ sau. A này. I think online learning has more advantages than disadvantages. Tớ nghĩ rằng việc học online thì nó có nhiều bất lợi hơn là nhiều lợi ích hơn bất lợi. First, we can learn anytime and anywhere with an internet connection. Đầu tiên, chúng ta có thể học bất kỳ thời gian nào, bất cứ đâu, chỉ với sự kết nối internet. So, we don't have to travel long distance to school. We can stay at home to attend lessons. Do đó mà chúng ta không cần phải đi du lịch xa. Chúng ta không cần phải đi du lịch đi một khoảng cách xa tới trường. Và chúng ta có thể ở nhà để có thể tham gia lớp học. B. I don't agree with you. Tớ không đồng ý với cậu. Online learning has more disadvantages than advantages. Bởi vì học online có nhiều bất lợi hơn là lợi ích. Chúng ta học online có nghĩa là chúng ta phải ngồi trước màn hình máy tính rất là nhiều giờ. Và điều đấy không tốt cho mắt cũng như là cho lưng. Đây là ví dụ của sách giáo khoa. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng thử làm thêm một cái phần hội thoại nữa nhé. Rồi, hội thoại tiếp theo của chúng ta, các bạn có thể làm như sau. A này. In my opinion, the advantage of online learning outweighs the disadvantage. Đối với tớ thì cái lợi ích của việc học online nó đã vượt hơn cả cái lợi ích, cái bất lợi của nó. One of the most significant benefits is that we have more control over our own learning. Một trong những cái lợi ích đáng kể đấy là chúng ta có thể kiểm soát được cái việc học của chính mình. Learning material are available at all times online. Cái gọi là cái tài liệu học tập thì nó có sẵn ở bất kể thời điểm nào ở trên mạng. B. I don't think so. Tớ không nghĩ vậy. Online learning has more disadvantage than advantage. Học online có nhiều cái bất lợi hơn là lợi ích. Study online has a lot of distractions. Học online thì gặp phải rất nhiều cái sự sao nhãng. For example, we may chat with friends online or use social media apps and website while learning. Ví dụ như chúng ta có thể gọi là nói chuyện với bạn bè trên mạng hoặc là sử dụng các cái ứng dụng mạng xã hội và những cái trang web trong khi học. Rồi, đối với cái phần conversation này thì cũng là một phần conversation mẫu. Các em có thể ghi chép lại vào trong vở. Và các em có thể tự tạo một phần conversation của riêng mình nhé. Rồi, như vậy là hôm nay cô đã chữa cho các em xong phần speaking. Cảm ơn các em đã theo dõi video.